chuyện cuối tuần. Thưa bà con và các bạn, dù chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại văn minh, nhưng những hành vi bạo lực gia đình vẫn đang hiện diện trong cuộc sống và ngày càng trở nên phức tạp hơn với nhiều hình thức bạo hành khác nhau. Trong tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại nghiêm trọng của các hành vi bạo lực gia đình. Đến với chương trình câu chuyện cuối tuần kỳ này của Đà Nẵng Radio, mời bà con và các bạn cùng nghe tiểu phẩm bằng tự đề Nóc Nhà để cùng chia sẻ thông điệp về trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc gia đình, đặc biệt là đừng để bạo lực lên ngôi trong chính tổ ấm của chúng ta. Sáng cuối tuần, cô Tâm Hức lại tranh thủ qua quán cà phê nhà cô chú Sáu Châm lúc quán chưa đông khách để có thể thoải mái chuyện trò. Vừa đến nơi, thấy chỉ có mình cô Sáu Châm đang lay hoay cây dọn bàn ghế, cô Tâm Hức bèn nhanh chân vào quán cùng phụ một tay. Ủa, chứ anh Sáu mô mà có mình chị làm ri đây chị Sáu. Thôi được rồi, đưa 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 tôi, để tôi phụ với nè. Mày quá, có cô qua đây sớm, lại lại cái tay phụ tôi uh, sắp xếp bằng ghế với Để có khách vô uống cà phê sớm đó cô Rồi rồi chị cứ yên chí đi Cứ để đó tôi mần cho Phút mốt là xong chứ mấy lo cái gì Thiệt tình Tôi uh, đang bực ông Sáu ghê cô ơi Đó lại chuyện chi nữa hả chị Thì uh, cũng cái kiểu bạn bè Lâu ngày mới gặp quả ông đó Đêm qua nhậu say quá Cần cao luôn à, Rồi rồi uh, sáng nay ông dậy không có nổi luôn chứ chị Thì rứa đó tôi đã dặn đi dặn lại rồi mà vô bằng nhậu là quen tuốt luôn mà lần này á có chuyện rây tôi mới bật nè nhậu xỉn rồi tôi nói còn cái chài cái cối bật lại tôi nữa chứ á à, chù rồi là anh sáu này cũng gan to dữ hè dám bật lại nóc nhà luôn <laughs> nóc nhà chi cô ơi tôi dám mô tranh chứ cái nóc nhà với ổng ở trong nhà chú sáu châm cũng vừa thức dậy nghe tiếng cô sáu châm và cô tám nước nói cười rôm rã phía ngoài sân chú sáu châm liền bước ra đứng ngay phía sau lưng cô sáu châm hóng giọng nè hai người á đang nói xấu tôi có gì đó trời ông làm tôi giật mình đó ông dạy lúc mô mà tôi không nghe ai hỏi gì nữa tôi mà lên tiếng trước á thì làm chi nghe được cái đoạn bà với cô Tám nói xấu tôi chứ Còn biểu tôi chi mà cả gan dám bật lại nóc nhà nữa chứ Công nhận Đêm qua say rứa mà sáng đi dậy Cái bộ nhỉ cũng còn hoạt động mạnh dữ nghe sao nghe <laughs> Thì à, cũng tại ông có tật giật mình thì có Dăm bữa nửa tháng là nhậu xỉn quắc cần câu Không dậy sớm phụ tôi được mà công việc buôn bán vô có mùa cuối năm bận rộn ngập đầu chứ phải Tôi nói thì ông cứ hay than thở là tôi nói nhiều ừ. thì hôm qua là tôi sai, được chưa? Bà cứ nói đi nói lại mét nhất cả cái đầu ừ. Rứa này tôi im hả? Có cãi răng tôi cũng không dám nói nửa lời mô Ông yên tâm chưa? Hề, khổ thiệt ạ Hãy cam ram á, rồi là quay qua chơi cái đòn tâm lý chiến Dùng chiêu chiến tranh lạnh à Cô Tám là người ngoài nghe Khách quan á, cô nói cho bà Sáu dùm tôi tiếng <laughs> Dạ chuyện đâu còn có đó Hạ hồi phân giải tiếp Giờ mình lo đón khách đã này anh chị Sáu Lúc này có mấy nhóm khách Cũng vào một lượt Nên cô chú Sáu Châm cũng khách lại câu chuyện đang hội căng thẳng Để lo tập trung phục vụ khách Người vào bếp nhanh tay chăm trà pha cà phê làm các loại nước ép. Người thì nhanh chân đến mời khách vào trong quán, ghi lại các món khách loại rồi bưng lên đầy đủ thức uống khách yêu cầu. Mãi một lúc sau, khi đã người việc, cô chú Sáu trăm mới thông thả lại ngồi nghỉ chân và tiếp tục trò chuyện với cô Tám Hức. Để tôi chăm thêm ấm trà nóng nghe cô Tám. Dạ được rồi chị, mà nãy giờ tôi để ý Tôi thấy anh chị làm việc ăn ý, nhịp nhàng Đâu ra đó quá đi chứ Khách đông, vô cùng một lần Mà không có rối nghe Anh Sáu phục vụ gọn tưng luôn á chị nghe Chào, Cô Tám quá khen Tôi làm bê như đứa đó <laughs> Mà có chuyện gì không ưng là bà cầm rạm tôi miết Thì nhiều lúc ông làm sai Tôi góp ý thôi Chứ có cái gì cầm rạm không Khổ nhất là lúc tôi lỡ có làm sai một cái gì đó là bà nhắc miết luôn của ta mời lắm lúc à, làm tôi cũng căng thẳng tinh thần như là chuyện bà than thở tôi có chuyện ăn nhậu đó đó thiệt hả anh ừ. Ờ, rồi cũng có lúc anh cũng bị ức chế tinh thần hả ừ, có chứ chi mà đến mức nó ông có nói quá không à, rứa ông sáu chỉ là tôi muốn nhắc nhở ông thôi mà bà nhắc nhở kiểu riết như rứa thì ai mà chịu cho nổi <laughs> tôi nghe anh sáu nói nãy giờ cũng hiểu phần nào cái nỗi khổ của người phải ở cạnh người nói nhiều Lắm lúc cũng ức chế tâm lý Rồi dễ nổi quạo, cọc tính lắm đó chị nghe. À, đó là ý cô chê tôi lắm lời chứ chị Trời, chị đừng có hiểu sai ý tôi Rồi chị em mình lại mất vui nghe. Là tôi đang muốn giải thích cái chuyện lục đục Mâu thuẫn vợ chồng một phần Cũng do người này bị người kia càm ràm nhiều quá rồi cứ góp ý nhiều quá Từ những cái chuyện nhỏ nhặt hàng ngày Rồi đến những cái chuyện lớn hơn Làm cho họ tự nhiên họ mất tự tin Rồi căng thẳng đó chị Mà không biết anh chị có tìm hiểu Đọc qua mấy cái vụ bạo lực gia đình không Chứ mà chuyện người vợ hay người chồng Bị ảnh hưởng tinh thần Tổn thương tâm lý Nó cũng tác hại nặng nề Không kém chi cái chuyện mà à, Họ bị người kia tác động vật lý Đến thân thể mình mà nghe tác động vật lý đến thân thể là răng của tám cô nói cho nôm na dễ hiểu hơn cho tôi cái na à thì là tôi cũng học theo cái từ họ hay nói trên mạng xã hội facebook đó tác động vật lý là đập nhau là thượng cẳng chân rồi hạ cẳng tay đó chị khổ nay lứa phụ huynh như mình cũng phải ráng đi theo kịp cho tụi nhỏ chứ không là lạc hậu con nó nói mình cũng không hiểu chi luôn đó chị nghe rồi được cô tám cập nhật nay tôi cũng biết thêm cái từ tác động vật lý, Ê, nói thay cho từ đánh vợ đó hả? thì à, từ ngữ nó khác thôi chứ mà hậu quả thì cũng y chang thôi anh ơi mấy ông à, đi nhậu về xỉn à, quắt cần câu rồi à, xin sự tẫn vợ thì à, sáng ngủ dậy tỉnh rượu cũng mà đừng có mà lấp liếm bào chữa cho mình cái kiểu như là tôi lỡ tay tác động vật lý bả nhẹ nhẹ thôi mà đó. Rứa có ngày bị nóc nhà vùng lên Dễ tình hình chiến sự xảy ra tại gia luôn á anh chị nghe Chị gì nghe căng ghê đó cô Tám Chứ không phải nữa à Đánh vợ lúc sai xỉn không tỉnh táo đi nữa Thì cũng là bạo hành gia đình thôi Chứ mà bao biện cái kiểu là tôi lỡ tay lỡ chân chi nữa chứ Lỡ thì có mấy bà vợ lỡ dại Ráng âm thầm chịu đựng mấy ông chồng ưa bạo hành như rứa Dạ đúng rồi đó chị Ai mà thống kê hết được mấy cái vụ bạo hành gia đình chứ Nhất là khi người trong cuộc họ muốn giấu nhẹm đi Họ nghĩ cái chuyện đó là không hay của gia đình họ À mà chị có nhớ mấy cái bữa trước á Hội phụ nữ phường mình á Tổ chức tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình Nhân cái tháng hành động vì bình đẳng giới Và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới không Công nhận Có mấy nội dung cũng thiết thực ghê á chị nghe Rứa có ông chồng mua đi dự không cô Tám Họ chỉ mời chị em phụ nữ thôi mà ông Tự nhiên lọt vô mấy cái vị đàn ông ngồi nghe tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình bằng trí Trời, bà đi nói lại Thì phải cho mấy ông mà hay say xỉn đánh vợ đi nghe tuyên truyền Để về nhà họ còn biết cách kiềm chế Biết giữ hòa khí trong gia đình nữa chứ bạn mà mấy cái ông có cái tật hay sinh sự đánh vợ khi có men trong người thì có mời mấy ổng liệu mấy ổng có chịu đi để ngồi nghe tuyên truyền không chứ thì phải vận động, thuyết phục họ tham gia. Chứ mà không tuyên truyền phòng chống bạo lực cho cả nam giới nữa mà chỉ dạy chị em mới cách tự bảo vệ mình thôi là tôi thấy cũng chưa giải quyết được tận gốc cái nạn bạo lực gia đình mô nghe cô Tám. Không nhận. Anh Sáu không đi dự tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình mà nói nghe cái câu thấu đáo dữ nghe. Thôi ráng năm sau á, phường mình mà có thành lập bà câu lạc bộ nam giới tiên phong phòng chống bạo lực gia đình thì à, anh Sáu xung phong anh Sáu nghe Ừ, chuyện đó để sau cô ơi Giờ giải quyết nội bộ gia đình tôi đã nè Cô với bà Sáu đã đi nghe tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình rồi à, Tôi hỏi cái này nè Người chồng mà bị vợ càm ra miết Thì có phải ông chồng nó cũng là nạn nhân của bạo hành gia đình không? À, cái ông này tự nhiên vạch áo cho người xem lưng Kể Sáu tôi với cô tám rứa Mà on cho tôi nghe Chi giờ đến mức bị ông Tố là bạo lực gia đình hả trời? Đó, chưa chi á, bà đã giải nãy lên rồi. Bớt nóng bà để mà nghe cô Tám của giải thích đã. Ủa, cho tôi cũng đi nghe họ tuyên truyền, rằng ông không hỏi tôi. Hỏi bà hả? Trong khi bà là người bạo hành tôi, thì công bằng khách quan rằng được. Cô Tám hả? Trời, <laughs> trời, <rồi, cười> trời, có ông đi. Nãy giờ gắn cho tôi cái mắt bạo hành ông miết rứa. Dạ thôi, chị sao bớt nóng, bớt nóng. Ý là ảnh muốn hỏi cặn kẽ hơn Vì các hành vi bạo lực gia đình thôi Phải không mình sao? Đúng rồi Phải hiểu cặn kẽ Thì tôi mới biết cách chung sống hòa bình Với cái nóc nhà của mình được chứ Bà sao rồi? <laughs> cô Tám giải thích luôn dùm tôi cái Người vợ hay người chồng mà có tính nói nhiều Hay than phiền chê trách vợ hay chồng mình kém cỏi Thì có phải là hành vi bạo lực gia đình không? Thì nói nhiều nè rồi chê trách mà đến mức mà gây cho người vợ hay người chồng đó, Họ bị căng thẳng tâm lý Thì cũng là một dạng bạo lực tinh thần đó chứ anh ừ. Tôi nghe tuyên truyền viên giải thích như Ri nè Bạo lực gia đình không chỉ là tác động vật lý Gây thương tích cho vợ hoặc chồng, cho con cái Mà còn là lời nói, hành động gây tổn hại về tâm lý Rồi đến tinh thần, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình Khiến người thân bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến trầm cảm đó bạo lực tinh thần mà cũng ghê gớm đấy hả cô tám dạ chứ rắn trời ơi anh nghĩ rằng nỗi đau về thể xác bên ngoài thì còn dễ nhìn thấy để người thân rồi cộng đồng có cách hỗ trợ cứu chữa chứ mà bị bạo hành tinh thần nhiều người lại còn e ngại kiểu như chị sáu nói lúc nãy đó là vạch áo cho người xem lưng rồi xấu chàng thì hổ ai Rứa là cứ ráng âm thầm chịu đựng, gánh nặng tâm lý Thì ngay cả người thân cũng không biết mà sang sẻ giúp đỡ luôn đó anh Bởi rứa có mâu thuẫn căng thẳng chi á Thì dùng lời nói để chia sẻ giải bài ra Chứ mà theo kiểu ngôn từ bất lực Rồi bạo lực lây ngôi Thì tan cửa nát nhà hết Tội nghiệp nhất là con trẻ chưa biết chi Phải chịu cảnh cha mẹ xô xát cãi vã nhà ai ấy, tôi không biết chứ nhà tôi ấy, thì chưa bao giờ ngôn từ bị bắt lực nghe cô tám chỉ là đôi khi ấy, bà sáu nhà tôi xài vũ khí ngôn từ hơi quá đà làm tôi hơi nhức đầu thôi hey, bà sáu vậy <laughs> ủa, ủa. chứ à, tôi nói nhiều là do ai chứ không phải là do cái tật à, ưa đùa dai cà khịa của ông á hả <laughs> chị sáu có ý nhắc nhẹ đó anh sáu nghe chọc cười cho vui thôi chứ đừng có vui quá không khéo ơi, làm nóc nhà của mình nổi giận là mệt đoan nghe cô cứ ưa nói à, nóc nhà này kia trái thiệt tình là tôi cũng không ham cái chất nó chí mua hết cô tám ơi đó cô tám làm chứng nghe tôi là sẵn sàng tình nguyện dân cái chức nắp nhà cho bà sáu luôn mà bà còn không ưng nữa đó <laughs> ủa răng rứa chị sao nóc nhà nghe quyền lực lắm mà chị thôi cô ơi quyền với trả lực tôi không ham vợ chồng thì cứ bình đẳng tôn trọng nhau, rồi cùng có trách nhiệm với nhau với con cái là được rồi, cùng vuông ván cho gia đình hạnh phúc chứ hơn thua nhau chỉ có chất nóc nhà nữa chứ. Trời, chị cháu cầu chí lý quá luôn á nghe. À. Rồi, rứa anh sáu có ý kiến gì không nè? Còn ý kiến gì nữa cô tám? Thì nay tôi chủ hộ khẩu là kim nóc nhà luôn chứ đang chữ. Nhà ai mà không cần có nóc phải không bà sáu? Phải rồi. Cô ừ. tám thấy đó. Nay ông Sáu nhà tôi cũng quyền lực dữ lắm Rứa là tôi khỏe ra Khỏi cần nhắc nhở chi có nóc nhà hết Ông Sáu ơi à, Tôi biết rồi Nay cuối năm bận rộn Sẽ tập trung lo phụ bà buôn bán Từ chối bất mấy cái lời rủ rê nhậu nhạt Rứa đúng ý bà chưa ừ. Nghe cái câu này á, mát lòng mát dạ dữ chị Sáu hi. Rứa thì á, có không được làm nóc nhà tôi cũng ưng á nghe Ừ, thì cho đổi nè. Thôi thôi chị ơi, nói nhỏ nè chị. Nóc nhà của tôi cũng xịn lắm á chị nghe. chi đổi. <laughs> Bà con và các bạn vừa nghe xong tiểu phẩm nóc nhà qua sự thể hiện của Lê Tam trong vai cô sáu châm, Lê Tuấn trong vai chú sáu châm, Lê Sương trong vai cô tám Hức Dẫn chuyện Thu Hà. Kỹ thuật âm thanh Quang Hải, Lê Tuấn. Chương trình câu chuyện cuối tuần của Đà Nẵng Radio đến đây là kết thúc bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình sau